Tiếp tục hành trình khám phá dải đất hình chữ S yêu dấu, đoàn khám phá Việt Nam đi ngược lên hướng núi rừng Tây Nguyên. Điểm đến lần này của đoàn chính là tỉnh Kon Tum, một tỉnh lỵ còn đang giấu trong mình nhiều giá trị văn hóa quý báu. Thành phố Kon Tum nhỏ bé, nằm hiền hòa bên dòng sông Đắk La, có một nhân vật người Ba Na thật thú vị, ngày đêm giữ gìn văn hóa núi rừng cha ông. Đó chính là chàng nghệ nhân trẻ tuổi Kali Trần của làng Kon Klo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Anh không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là cánh chim đầu đàn đang góp phần giữ gìn và đưa âm nhạc Tây Nguyên bay xa của tỉnh Kon Tum. Sở hữu một giọng ca tuyệt vời, cùng tài nghệ chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, Kali Trần được mọi người kỳ vọng trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp văn hóa nghệ thuật quân đội thành phố Hồ Chí Minh, anh lại quyết định trở về buôn làng cùng người Ba Na anh em gây dựng một đội nhạc dân tộc. Đây là một quyết định khá gây sốc với nhiều người luôn theo dõi bước đi của Kali. Từ chối những cơ hội trình diễn ở những sân khấu hoành tráng, Kali muốn quay trở về được chơi nhạc trong không gian của buôn làng, núi rừng. Và hơn hết, anh muốn gây dựng lại niềm yêu nhạc dân tộc cho mọi người trên chính quê hương của mình. Anh thành lập ban nhạc, kêu gọi mọi người tham gia và tự nguyện truyền dạy cho những người yêu thích. Theo trên Kali, chúng tôi đến nhà anh để tham gia vào một buổi tập luyện của ban nhạc. Đây cũng chính là lúc Kali truyền dạy vốn kiến thức âm nhạc cho mọi người trong làng. Những điệu nhạc rộn rã của tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn tơ rưng khiến những người thành thị như chúng tôi cảm thấy thật thư giãn. Những âm thanh mộc mạc, dẫu có phần còn chút vụng về, nhưng thật sự rất thu hút và đi vào lòng người. Linh hồn của buổi tập luyện chính là Kali, chàng nghệ nhân dân gian Ba Na trẻ tuổi, kiên nhẫn lắng nghe, chỉnh từng tiếng đàn, nhịp trống cho bạn trẻ, vốn trước đây chỉ quen với nương rẫy. Tuy hòa đồng, cởi mở với mọi người, nhưng anh rất nghiêm túc trong vấn đề tập luyện, chỉ dạy. Chính sự tận tâm của Kali là chất keo giữ mọi người trong buôn làng với vốn âm nhạc quý giá của ngàn đời để lại. Thật sự là trong quãng thời gian Kali sống ở trong một môi trường Sài Gòn thì rất là thích. Nhưng mình nghĩ rằng những cái gì mà Kali đã học và đã làm được, chỉ một mình Kali làm, nhưng mà bên cạnh mình, trên buôn làng của mình đang cần những con người như Kali để mà về, để mình có thể truyền lại cái ngọn lửa, cái âm nhạc truyền thống của mình. Nên Kali nghĩ lại mình muốn về lại quê hương của mình để mình đưa cái ngọn lửa âm nhạc đó truyền dạy cho các em thế hệ trẻ, lớp trẻ, để người ta gần gũi với âm nhạc của mình. Đó là cái mà quyết định của Kali, quyết định về quê hương của mình. Từ bỏ hết tất cả những cái sự vui nhộn nơi thành phố. Là một người có khiếu âm nhạc ngay từ thuở nhỏ và may mắn được hỗ trợ đào tạo bài bản, nên Kali còn sáng tạo, mang đến nhiều nét mới cho vốn nhạc dân tộc Tây Nguyên. Bộ cồng chiêng truyền thống chỉ có 3 cồng, 11 chiêng, thì Kali cải tiến thành bộ gồm 16 chiêng, 12 cồng, kết hợp với nhiều loại nhạc cụ khác, âm thanh đa dạng hơn, thực hiện được nhiều giai điệu phong phú. Các nhạc cụ Tây Nguyên đa phần chỉ chơi được 5 âm, thì Kali cải tiến thành 7 âm, để có thể chơi được nhiều bài hát giai điệu hơn. Chính vì thế, ban nhạc của Kali rất được nhiều người yêu thích, nhất là những du khách nước ngoài. Kali có thể chơi điêu luyện hơn 10 nhạc cụ, và hơn hết, anh còn có khả năng sáng tác các ca khúc, bản hòa tấu mang âm hưởng đại ngàn. Kali á, bên này á, thì phát triển như vậy là nó có ý nghĩa cho cái làng mình á. Ví dụ có lễ hội gì á thì Kali thì luôn luôn phải có mặt,
và trong khi phục vụ trong cái làng này và xây dựng để cái phát triển về văn hóa dân tộc trước đây. Qua sự tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng ở Cali không chỉ có đam mê âm nhạc mà còn có sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Tây Nguyên. Từ một người trình diễn, Cali tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để có thể tự tay chế tác các nhạc cụ cho các tiết mục trình diễn của mình. Cali Trần cùng các thanh niên trong làng đã đi vào rừng tìm những cây tre, cây nứa đem về sấy khô, đục đẽo, cắt tỉa, làm nên đàn trưng, tinh ninh, long bút. Ngay cả cây đàn đá anh đang chơi cũng do Cali chế tác. Anh phải đi kiếm ở nhiều vùng những tảng đá già, cứng để mài rũa cho tròn tiếng, rõ âm. Thì lâu nay cái âm nhạc Tây Nguyên thì người dân ở đây trong thôn làng người ta hay sử dụng gọi là cái ngũ cung thang năm âm, gọi là dân gian của mình, là người ta chỉ đánh được các cái bài dân gian của mình thôi, dân gian ca cổ của mình. Thì nên Cali nghĩ là bây giờ mình quyết mình làm đó, mình phát triển để nó mở rộng thêm, để ngoài những cái dân gian của mình ra mình có thể đánh được một số gọi là dân gian đương đại. Một điều mà đoàn khám phá Việt Nam chúng tôi rất thích thú đó chính là hình ảnh những đứa trẻ con chưa biết chữ đã được làm quen với âm nhạc, với cồng chiêng. Chúng tôi được biết những đứa trẻ vừa lên 5, lên 6 cũng là thế hệ được Cali ân cần dạy dỗ âm nhạc. Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy nhiều đứa bé của làng Conglock có thể múa hát, chơi đàn cùng các anh chị như nghệ sĩ thực thụ. Đây mới thực sự là một tín hiệu vui cho sự phát triển của văn hóa Tây Nguyên. Sau nhiều năm trở về, Cali không chỉ trở thành người con ưu tú của buôn làng mà còn là một trong những nhân tố tích cực đóng góp vào các hoạt động văn hóa của tỉnh Kon Tum. Các chương trình trình diễn văn hóa dân tộc với sự dàn dựng của Cali đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Thế nhưng chàng trai Bana vẫn còn ôm ấp nhiều ý định cho tương lai. Cali cũng đang xây dựng một trung tâm âm nhạc dân gian phía đằng sau nhà, nhưng là cũng đang trong thời gian thi công. Tôi nghĩ là trong một thời gian sẽ không còn dài nữa, có thể là sẽ có được một cái ngôi nhà chung để cho từ cái ngôi nhà đó có thể là sẽ được cho các em học sinh trong thôn làng của mình sẽ được có một cái ngôi trường, đặc biệt là gọi là cái môi trường để mà có thể học tập được, nó một cái môi trường yên ổn hơn. Và đặc biệt ngoài những cái đó ra thì có thể được là một cái trung tâm có thể tổ chức các sự kiện về nghệ thuật dân gian. Chia tay Kon Tum, lòng chúng tôi vẫn còn dư âm rộn rã của những điệu cồng chiêng, trưng, đình bút. Và chúng tôi biết rằng những giai điệu này sẽ còn ngân vang mãi khi Tây Nguyên đã ngày càng có nhiều thế hệ như Cali Trần biết giữ gìn và đam mê vốn quý của dân tộc như thế. Chắc chắn không xa, các nhạc cụ dân tộc và làn điệu dân ca của đồng bào Tây Nguyên sẽ được khôi phục, phát triển mạnh mẽ.